Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho quyền cho Hồ Chí Hải. Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Hồ Chí Hải tự do. Tự do cho Hồ Chí Hải. Tự do. Tự do cho Hồ Chí Hải. Tự do. Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Tự do. Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Nhà cầm quyền lấy dân nhằm gốc, cướp đất cướp nhà nhân dân Việt Nam chúng tôi. Đá đâu? Đá đảo nhà cầm quyền lấy dân làm gốc,
lại cướp đất, cướp nhà nhân dân Việt Nam chúng tôi. Đá đâu? Đá đeo nhà cầm quyền lấy dân làm gốc. Lại cướp đất, cướp nhà nhân dân Việt Nam chúng tôi. Tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Đồng bào cả nước đứng lên đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Đồng bào cả nước đứng lên đòi tự do cho quyền Hồ Duy Hải. Tự do. Đồng bào cả nước đứng lên đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Hồ Duy Hải tự do. Tự do. Tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Trả lại đất nhà bị chính quyền cướp đất, cướp nhà nhân dân Việt Nam chúng tôi. Trả lại đất nhà cho dân quan chúng tôi. Trả lại nhà cầm quyền Đảng Cộng sản cướp đất, cướp nhà. Trả lại đất nhà nhân dân Việt Nam chúng tôi. Trả lại đất nhà nhân dân chúng tôi. Trả nhà cầm quyền Đảng Cộng sản lấy dân dân làm gốc, cướp đất, cướp nhà. Trả lại nhân dân Việt Nam chúng tôi. Trả lại đất nhà cho dân quan chúng tôi. Bà con ơi, có ai mất đất mất nhà như chúng ta không? Chúng ta vậy mà đi đòi đất đòi nhà bà con ơi. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hơi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chi khóc mây. Vậy mà đi núi sông đang chờ. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hơi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua bị chính quyền cướp đất cướp nhà. Bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hơi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua cho ta sống không nhà. Bao nhiêu năm qua cho ta sống ngoài đường. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hơi đồng bào ơi. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hơi đồng bào ơi. Tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Đồng bào cả nước đứng lên đòi quyền tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Đồng bào cả nước đứng lên đòi lại quyền tự do cho Hồ Duy Hải. Con mang bà con ơi, con mang nó đăng dí bà coi nhân dân chúng tôi.
Bà con ơi, cái đắng này nó quá thối nát rồi. Nó quá thối nát rồi. Cho nên bà con nhân dân chúng tôi đi đời đất nhìn thế này nè, là coi nó cho đầu gấu công an nó đàn áp nhân dân chúng tôi này. Giờ thất lạc nó chơi nhau chứ tôi chạy giờ thất lạc hết rồi. Chơi chơi tân cái đi cần sâu kìa. Đây là những người già khổ sở hết rồi. Già gì cả đi không có nổi mà nó rượt. Nó rượt nhân dân chúng tôi chạy. Nó đem xe đem đồ nó rượt đó. Nói xe cảnh sát, xe cơ động, lớp bà đầu gấu, lớp thì công an, cờ lưa. Ôi trời, sáng là chưa, trong bụng là chưa có cái gì mà chạy họ lòi, lòi nước ra ngoài. Không có được. Không có đứng lại làm gì. Người ta đã khổ, có ta cơm nhà người ta, ôi đã đi lòng đường rồi. Ta sống lòng đường rồi. Mày là công an, mày làm cái gì? Mày không bảo vệ được đất nước. Mày bảo vệ cái kẻ tham nhũng. Mày bảo vệ cái kẻ tham nhũng. Mà không bảo vệ được dân. Đứng lại làm gì? Đa đạo tham nhũng, đa đạo tham.
đất nhà dân Việt Nam. Để đảo nhà cầm quyền lấy dân làm gốc mà lại cướp đất cướp nhà nhân dân Việt Nam. Ôi, một cái chiếc mà là quá quyết liệt. Quyết liệt cái nhà cầm quyền đáng cộng sản thì cướp đất cướp nhà, nó đưa công an ra quyết liệt với dân chúng tôi. Dân chúng tôi vẫn không chịu thua, còn quyết liệt lại. Dân chúng tôi cũng không chịu thua. Bởi vì cầm cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi, mồ hôi nước mắt nhân dân chúng tôi tạo lập được mảnh đất. Hả? Đuổi nhân dân chúng tôi ra khỏi nhà để cướp đất cướp nhà, phân lô bán nền. Như vậy nhà cầm quyền đáng cộng sản còn bao che. Đừng có đưa công an đầu gấu ra đàn áp nhân dân chúng tôi. Ba Hồng bây giờ phục ơi. Đi vào bản rồi. Ôi. Xe lăn cái này đi xe tốc độ. Đi. Ôi, xe nó đang di chuyển. Đi qua bến đấy. Mình đi sang đấy xe, mình đứng ngoài cái này chẳng đợi đấy. Có xe mình đi sang. Đấy, xe máy vô bẩn đấy. Bến đấy anh ơi. À, một trong hai di chuyển nhà đấy. Để nhân dân chúng tôi như khổ sở như thế này à. Năm sáu được đất đai năm 2013 đi thực hiện năm 2013. Toàn dân cả nước đứng lên xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Toàn dân cả nước đứng lên đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Toàn dân cả nước đứng lên đòi quyền tự do cho Hồ Chí Hải. Toàn dân cả nước đứng lên xuống đường đòi quyền tự do cho Hồ Chí Hải. Toàn dân cả nước đứng lên đòi lại tự do cho Hồ Chí Hải. Giờ nó tuôn nó lắng bà con cơ xương thấy hay rồi. Toàn dân cả nước đứng lên xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Toàn dân cả nước đứng lên xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Tự do này toàn là cái bộ lưu manh đông lấy giờ vậy. Tự do trò vậy. Cả nước xuống đời đông lấy giờ vậy. Toàn dân cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Tự do cho Hồ Chí Hải. Toàn dân cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Tự do cho Hồ Chí Hải.
toàn dân cả nước đứng lên xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Toàn dân cả nước đứng lên xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Toàn dân cả nước đứng lên xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Đấy, toàn là cái bọn quan tham nó đưa ra đây để mà đàn áp. Toàn dân cả nước đứng lên đòi xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Đây đó, toàn là cái quân anh cướp không, nó đưa ra là toàn anh cướp không đấy. Nó chỉ nhân dân chúng tôi là từ hẳn là đưa xe tất ác ác bọc lên xe liền. Bà con chúng ta đây vậy mà đi bà con ơi. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi, hai đồng bào ơi, đừng tiếc nữa càng chây khóc mãi. Vậy mà đi nuôi sông đang chờ, vậy mà đi, vậy mà đi, hai đồng bào ơi, bao nhiêu năm qua bị nhà cầm quyền cướp đất cướp nhà. Bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường, vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi, hỡi đồng bào ơi, bà con ơi, ơi, vậy mà đi, vậy mà đi, hai đồng bào ơi, đừng tiếc nữa càng chi khóc mai. Vậy mà đi, biển đông đang chờ. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi, hai đồng bào ơi, bao nhiêu năm qua dân ta bị chính nhà cầm quyền cướp đất cướp nhà. Bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường, bà con vậy mà đi, vậy mà đi, hỡi đồng bào ơi, nhân dân chúng tôi lúc sáng giờ đi đến chỗ là nhà riêng của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch quốc hội, chúng tôi coi nên công an đến chỗ bà Ngân với nhân dân chúng tôi chạy ra đường đón xe tiếp tục đến giữa lòng Ba Đình Hà Nội thì bị công an nhà cầm quyền Đảng Cộng sản áp bức với chặn nhân dân chúng tôi đưa xe, áp bức nhân dân chúng tôi lên xe. Để mà nhân dân chúng tôi đưa nhân dân chúng tôi đi về đâu, nhân dân chúng tôi chưa biết về đâu. Nhưng nhà hiện tại nhân dân của tôi, chúng tôi ở trên xe chưa biết về đâu. Thì nhà quá nhà cầm quyền Đảng Cộng sản nó quá khui nát, hèn với giặc, nó ác với dân. Thôi nhân dân, bà con nhân dân Việt Nam chúng tôi xin chào thân thương mến nhất là cộng đồng trong và ngoài nước đã chia sẻ bà con nhân quan chúng tôi bị Việt Nam chúng tôi bị nhà cầm quyền Đảng Cộng sản nó cướp đất cướp nhà sạch không còn gì nữa hết, nó cướp cả quyền con người, nó cướp tự do dân chủ nhân quyền dân tộc Việt Nam, nó không cướp hết, cướp sạch hết. Xin chào thân thương thân mến chị em. Sáng nay là ngày 25 tháng 5 2020, Đài Tiếng Nói Vì Dân, Trương Yến cùng đồng hành thực hiện với dân on ba miền chúng tôi
đòi công lý, đòi quyền tự do cho dân tộc Việt Nam, đòi tự do nhân dân chúng tôi được quyền làm chủ. Đi lẻ lẻ lên, đi sau đi lẻ lẻ lên chứ. Sao đi? Con đứng đợi hình thức. Chú cho bị hổ ra một tay thật đi, ai mà đã trưa rồi mà còn. Vô cái nó tối cổ mắt. Kêu quý đi cho hơi chút là trời đậu trời. Thì kêu đi cho hơi chút là trời đậu vô cái nơi nói. Đi giờ cái trời đậu ra sáng rồi xuống đi mà cái trời đậu à. Ai lạc thì để lạc đi. Mà đi nửa cái tắm đây bữa nào cũng vậy. Đưa như kia ngưỡng tắm luôn. Đưa cầm luôn đi. Chứ sao vậy?
đưa mỗi người mỗi đưa giùm mọi người mỗi tờ giùm. Để tí này quay ra giờ đừng khoáng này khoáng này. Đứng đứng trong nhà bà ngon lên mà không xứng. Đây nè, nhân dân ba miền chúng tôi đến trước cổng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chào bà Kim Ngân. Bà nhìn đi. Bà là Chủ tịch Quốc hội mà để cho chúng tôi bán đất bán nhà bà Ngân ơi. Đã đất ra nhà lại cho gia đình chúng tôi có cuộc sống đây. Bà Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân ơi. Bà con bà để cho cha nước tỉnh Đồng Nai nó lộng hành xuống đường. Đòi lại tự do cho Hồ Duy Hải. Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Bà con cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Đâu? Bà con cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Đi chị ơi. Tự do cho Hồ Duy Hải. 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 Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do cho Hồ Duy Hải. Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do cho Hồ Duy Hải. Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. 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 Tự do. Tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Đã đi ra khỏi Việt Nam thật kinh liêm. Chủ tịch tỉnh Bình Dương lạm dụng chức vụ quyền hạn xuống sân. Đã đảo nhà cầm quyền đảng viên đảng cộng sản Việt Nam Trần Minh Liêm, chủ tịch tỉnh Bình Dương lạm dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ. Đã đảo nhà cầm quyền đảng viên đảng cộng sản Việt Nam Trần Minh Liêm lạm dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ. Bà Kim Ngân ơi, bà cộng sản Việt Nam. Bà Kim Ngân ơi, bà là chủ tịch quốc hội mà bà để cho tôi mất đất bất nhà bà Ngân ơi. Chủ tịch tỉnh Đồng Nai tham nhũng lợi dụng chức vụ quyền hạn để cướp đất bất nhà dân. Chủ tịch Quốc hội bà Kim Ngân, tại sao bà không thực hiện cái điều hiến pháp bà Ngân? Bà Ngân ơi, bà đến các tỉnh Bình Định nó lấy đất lấy nhà dân chúng tôi, tại sao bà không thực hiện? Bà ngồi cái ghế chủ tịch quốc hội, bà ngồi đã làm gì? Bà ngồi đã làm gì sao bà không thực hiện được cái hiến pháp ai đặt ra bà Ngân ơi? Tại sao cái hiến pháp đặt ra bà vui giật cái hiến pháp mà được chủ tịch các tỉnh nó lộng hành, chủ tịch tỉnh Bình Định nó lộng hành cướp đất cướp nhà dân chúng tôi đem phân lô bán nền? Bà là người chủ tịch quốc hội, bà đừng có làm thất đức bà Ngân để dân chúng tôi nhờ. Bà chủ tịch quốc hội mà tại sao bà để các tỉnh lộng hành cướp đất cướp nhà nhân dân dân chúng tôi, nó cướp cả quyền của người nhân dân chúng tôi, nó cướp quyền tự do nhân dân chúng tôi. Nay bà họp quốc hội, bà để lại nhân dân chúng tôi tự do đây, nhân dân chúng tôi được quyền làm chủ đây, nhân dân chúng tôi được quyền làm chủ, cầm cái lá phiếu đi bầu. Những người có tài có đất đứng lên để bảo vệ đất nước khỏi người dân mắc nô lệ, để người dân chúng tôi được cơm no áo ấm, để người dân chúng tôi không mất đất mất nhà nữa. Bà Ngân ơi, bà Ngân ơi, bà Hồng Bi với bà Ngân ơi, bà cứ hợp quốc hội mà bà để
hỏi chim nha coi. Đồng Nai tham dự không? Bà chủ tịch quốc hội ơi, Đồng Nai tham dự không? Quá khổ rồi em ơi, quá khổ rồi, khổ rồi, bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng rồi. Cầm cầm vô này, ba bả vô cái. Ừ? Đây, cái này tự do cho hậu gì hai, tự do cho hậu gì hai, tự do đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho hồ gì hai, tự do đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho hồ gì hai, 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 tự do cho hồ về hai, tự do đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho hồ về hai, tự do đồng bào cả nước xuống đường đã đòi tự do cho hồ về hai, tự do hồ về hai, tự do cho 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 hồ về hai, đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho hồ về hai, 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 đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho hồ về hai, đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho hồ về hai, đeo gì à, bà kịch ngăn đây hả, không có những người đổ xuống máu có cái đeo gì mà chúng ta cứ hỏi đây chẳng bắt lúc ai mà buồn nhiên đi từng người buồn anh coi đây nó buồn nhiên đây bia đổi nước ngoài nó quan viên tỉnh đây mình đâu có thôi tỉnh đây mình em cứ đứng đây rồi mặc dù nói anh phải có hiện thân nào mà bà kịch ngăn ra không bắt người ta bỏ tù thả không con này bắt không con này thả không con này mẹ người hồ sơ chứ cho anh ra vào đây có cái tình đấy tỉnh lĩnh bình tổng ngoài không. Con sợ mẹ con chưa không? Nè, bá vô dùm cho em, bá vô dùm. Bá vô nắng dùm. Bà Kim Ngân rồi. Bà Kim Ngân lên đây rồi. Bà hiện nay 2-3 năm nay không giải quyết được. Đưa hồ sơ cho bác ơi. Anh đang nói. Anh nói đưa hồ sơ, mọi người đưa hết hồ sơ cho anh. Thu lại đi. Này. Anh đây, anh nói là. Anh nhận hồ sơ cho bà Kim Ngân. Đi đây vào lại, mượn bút đi đây. Cái bút đây mày ký mày viết. Ký. Anh đừng có thì nhận đi. Ra thì em chặn. Ta đợi thế này. Con cháu về nắm hết rồi quay về thế à? Rất là nóng nồng. Đây, 15 tuổi chưa biết chữ đây. Bừng bừng cái biết em biết. Cái ký một tên thôi. Em ký tên để ngày tháng vô. Đây là ngày 25 hả? Ngày 25. Có nhân dân chúng tôi là coi như là đơn trương đã gửi chỗ bà Kim Ngân. Biết bao nhiêu đơn rồi. Tại sao bà Kim Ngân mà không thực hiện? Không thực hiện đơn của nhân dân chúng tôi. Có cái bấm không? Cái gì bấm không quý? Có cái kịp không?
gì cũng kẹp. Chủ bấm ở nhà vậy mà quên bấm bỏ. Có nhân dân chúng tôi đấy, công an bây giờ, công an chỗ bà Kim Ngân đó. Đó còn dữ vậy. Kim Ngân đã nhận đơn, nhận thương của chúng tôi. Nhận đơn chúng tôi biết bao lần đơn. Mỗi khi nhân dân chúng tôi đến đây thì đơn trương nhân dân chúng tôi vẫn tiếp tục. Em biết anh cũng cười nhưng mà anh cho em tên để em còn gửi hồ sơ chứ. Tại vì anh cũng gửi em hồ sơ rất là nhiều rồi. Đấy, bà Kim Ngân cho tôi ghi lại, cho mượn ghi lại cái đơn. Tới bà Kim Ngân cho chúng em không? Anh sẽ là người có thích. Cho mượn ghi lại cái đơn ngay. Cái tình này em rất là tỉnh tối lát rồi. Tại vì vừa cướp đất. Anh này là coi như là anh đã thường chuyên... tay mặt tổ của phường để mà thay mặt ở phường này nhận đơn ở nhân dân chúng tôi để báo cáo cho bà Kim, báo cáo nhân dân mà ta đưa cho bà Kim Ngân. Và đây là ngày 25 tháng 5 2020 là anh đã nhận đơn nhân dân chúng tôi. Khi mỗi nhân dân chúng tôi là đến đây là cứ nhận đơn. Bà Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân, tại sao bà đỡ Chủ tịch Hồ Quốc Dũng tỉnh Bình Định nó lộng hành cướp đất cướp nhà dân chúng tôi? Dân chúng tôi mỗi lần đến đây là công an nhận đơn rồi vứt ở đâu? Tại sao bà không thực hiện? Bà không lấy đơn bà xem nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi là quan trọng. Không quan trọng mình gì bằng nhân dân chúng tôi. Có dân mới có nước, có dân mới có đảng. Nghe chưa chưa bà Kim Ngân? Bà Kim Ngân, chắc không phải là tự nhiên là có đảng là bà Kim Ngân ơi. Bà đừng có phản bội đất nước, đừng có phản bội là nhân dân chúng tôi. Bà Chủ tịch Quốc hội ơi. Anh không phải làm cái kiểu của anh như vậy nha. Anh đừng có làm cái kiểu của anh như vậy. Nhân dân chúng tôi là mất đất mất nhà, nhân dân chúng tôi là cái phản động như các ông đang nhân. Tại sao đem rèo ở đây? Làm cái gì? Làm cái gì? Làm cái gì mà đem rèo? Qua thối nát hèn mới chặt mà ác với dân. Nhân dân tôi mất đất nhào xuống những cái đây. Nhào xuống hết đây. Thế làm cái gì? Ở đây anh em ra nói chuyện bà con. Nó đang quang. Bà xách bà rèo đi rèo làm gì? Đó là xách thái độ thật bà con thấy không? Cái chói đồ nó quá thối nát. Nó xách cái tim nó rèo bà rèo đấy. Mình quá khổ rồi bà tới đây. Chúng tôi khổ quá rồi rồi. Bà làm chúng tôi muốn hỏi bà để làm gì? Chúng tôi không muốn đem nói cho bà làm gì? Chúng tôi kêu cô. Không đem nhau. Đá đảo chính quyền đảng cộng sản Việt Nam cướp đất nhân dân Việt Nam. Đá đảo chính quyền cướp đất nhân dân Việt Nam. Đá đảo chính quyền cướp đất nhân dân Việt Nam. Đá đảo chính quyền cướp đất nhân dân Việt Nam. Đá đảo chính quyền cướp đất nhân dân Việt Nam. Đá đảo chính quyền cướp đất nhân dân Việt Nam. Đá đảo hai thằng ủy viên trung ương đảng cộng sản. Cầm mỗi tấm gì mà đây? Cái tấm hình nào? Đưa tấm hình đây. Tấm hình nào đưa tấm hình đây? Tấm hình em đưa cho cái chú kia rồi. Đưa chú nào? Cái chú sẽ có bọc bao nhiêu? Long A Tiền Giang. Bà con
bà con ra nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Bà con ra nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Đồng bào ra nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Ba lần. Tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Bà đồng bào ca nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. 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 Tự do cho nhân Việt Nam cướp đất cướp nhà nhân dân Việt Nam. Tự do cho Hồ Duy Hải. Đồng bào cả nước xuống đường giúp đỡ. Tự do cho Hồ Duy Hải. Còn tấm hình nữa đâu? Còn tấm hình nữa đâu? Chú nào đâu? Cầm cái tấm hình đi trước cho ai mà cầm tấm hình đi sau. Tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do cho Hồ Duy Hải đây. Hồ Duy Hải vô tội. Tự do cho Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải vô tội. Hồ Duy Hải vô tội. Hồ Duy Hải vô tội. Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do cho Hồ Duy Hải. Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do cho Hồ Duy Hải. Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do cho Hồ Duy Hải. Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do cho Hồ Duy Hải. Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do cho Hồ Duy Hải. Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do cho Hồ Duy Hải. Đá đảo nhà cầm quyền cướp đất cướp nhà nhân dân Việt Nam. Đá đảo nhà cầm quyền cầm sáng cướp đất cướp nhà nhân dân Việt Nam. Đá đảo. Đá đảo nhà cầm quyền đảng cầm sáng cướp đất cướp nhà nhân dân Việt Nam. Đá đảo. Đá đảo nhà cầm quyền đảng cầm sáng cướp đất cướp nhà nhân dân Việt Nam. Đá đảo. Đá đảo bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân phụ nhân. Đá đảo. Thank you.
coi như dân ông ba miền chúng tôi đang bây giờ ba đình Hà Nội, nhân chúng tôi tạm dừng đến đây để lên xe về ba đình. Xin cảm ơn chị em đã cùng đồng hành chia sẻ với dân ông ba miền chúng tôi quá khổ sở. Tới ngày hôm nay nhà cầm quyền Đảng Cộng sản vẫn đi cút. Ở chỗ nhà bà Ngân này, bây giờ sắp sửa ra ba đình này. Mê trai Hà Nội à. Ừ. Rồi, xin cảm ơn anh chị em cộng đồng trong và ngoài nước đã chia sẻ nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi xin kết thúc đến đây để mà lên xe. Xin hẹn lại. Bà chủ tịch quốc hội Nam Hiền, 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 chủ tịch quốc hội Nam Hi
bà ngồi đó làm gì thôi, bà không chỗ thanh tĩnh nào nãy thở dỗn chức vụ quyền hả? Để có đất có nhà gia đình chúng tôi phân lô bán nền. Tôi đâu chỗ thanh tĩnh nào nãy xử bằng đi ba chủ tịch Kim Ngân ơi, ba chủ tịch Kim Ngân ơi. Bà để cho chúng tôi đi rồi đến nhà ngõ nhà bà mà đi đòi đất đòi nhà như vậy à bà Ngân ơi? Bà làm chủ tịch quốc hội mà. Cướp cá quyền của người dân dân chúng tôi. Đấy là chủ tịch quốc hội. Cướp quyền tự do dân dân chúng tôi. Đi bà họp quốc hội. Bà chủ tịch quốc hội ơi. Nhưng mà hình như là nó quay, anh nghĩ cái hồ sơ rồi mà. Nó quay, em có bên đây đến chỗ này mà em có
tên bà Ngọc thì bà Ngọc ký vào. Kính là chủ tịch quốc hội Kim Ngân. Không, bà thấy anh mày đi cực cái chi. Đưa ơi cầm cho, thì ký mỗi tên vào đấy thôi. Coi nhân dân chúng tôi là coi như là đơn đương đã đổi chỗ bà Kim Ngân. Biết bao nhiêu đơn rồi. Tại sao bà Kim Ngân lại không phân biệt? Thôi người mình không phải đổi nữa tôi. Ngày mai thì cái gì gỡ phong bì không ạ? Gỡ phong bì nhưng mình tới nhà mình lại. Lại lên đây để không có kéo gì vừa xẹt. Sao nhà không kịp ở nhà á trời. Bắt ở nhà chứ mà. Có nhân dân chúng tôi đấy, công an bây giờ công an chỗ bà Kim Ngân nè. Cho mượn cái giấy tờ còn chưa. Kim Ngân đã nhận đơn nhận đơn chúng tôi. Chúng tôi biết bao lần đơn gửi phiên nhân dân chúng tôi tới đây. Đơn gửi nhân dân chúng tôi là Nguyễn Thị Kim Ngân. Nguyễn Thị Kim Ngân. Cho mượn cái giấy tờ. Ai cho mượn cái giấy tờ? Có rồi chị ơi. Nha. Đi. 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 Đi